Ok, chào các bạn. Ừ, cái trường cũng xong nha các bạn. Khối đau quá lưng luôn các bạn. 8 mấy ký. Một tí bên xe tải tới lấy. Ok, bây giờ mình lựa hai cái thùng, hai cái tủ nhôm giao ráp cho anh khách từ Hồ Chí Minh. Và làm mấy đơn đầu quạt nữa là xong nha. Coi như bữa nay là hoàn tất. Bữa nay sáng đi bãi lấy được một cái ắc quy về thử. Cái xe kia nãy mình thử thì nó nhích lên nhích xuống các bạn, nó bị vướng nha. Giống như cái dàn cơ cái này nọ, nó không có trơn. Nó phải bảo trì lại các bạn, bảo trì lại mình mới cho lại nha. Nó mình xả hơi thì nó không xuống lên, nó nhích lên nhích xuống được tí à. Giống như nó bị vướng, nó cứng, lâu ngày nó bị cứng. Còn cái bên đây thì quá ngon, gọi là tuyệt hảo luôn. Gọi là tuyệt hảo luôn các bạn. Bởi vậy sau này mình sẽ chú ý mấy dòng mà xe của Nhật á. Và trước khi cẩu về mình sẽ kiểm tra hết nha. Mình kiểm tra dây cáp các kiểu nha. Nó dơ, nó bẩn, nó bụi, nó rỉ sét thì cái đó mình chấp nhận. Nhưng mình kiểm tra dây cáp các kiểu đầy đủ không. Rồi này nọ, ví dụ như cái này đi, thắng mất ở cái khóa này mất. Nói chung thì cũng chế lại được á. Nhưng mà còn thì tốt hơn. Bánh xe còn ok không đó. Sắp tới những dòng này mình sẽ làm thêm các bạn. Ở đây đi bãi có một con nhỏ nhỏ rất là dễ thương luôn á. Nhưng mà nó nâng được 250 kg nha. Nhưng mà cực kỳ nhỏ gọn à. Con đó khả năng mình cũng xem mình đem về luôn. Nhưng mà trước mắt thì phải thanh lý ở phía trước thôi cho chống bớt hết chỗ. Con này thì để mình dọn cái phần chuyển động lại xong rồi mình test lại nha. Và mình xem lại những cái rò le. Hiện tại cái chỗ này nó hơi cũ, mình thay thế toàn bộ cái khu vực trên đây. Động cơ thì mình nghĩ nó còn ok các bạn, lấy chạy nha. Động cơ chạy rất là êm luôn á. Dầu thủy lực khả năng mình sẽ châm thêm. Được quả bình cũng khá ngon. Cái này tối mình bung ra hết các bạn xem nha. Giật còn nổ, giật còn. Ồ, còn hơi nha. Ồ, cái này hơi ngon nè. Thấy các bạn. Cái này chế xe cắt cỏ trên nương rẫy cho các bác. Quá ngon ha. Cái dàn dao còn đủ hết. Ba cái này mình thanh lý nha. 850k một cái nha, của Mỹ ha. Hành trình là 65mm ha. 850k nha. Khách nào chuyển khoản thì bao ship. Cái cụm này 850k. Hoặc là có một khách mới hỏi. Đang còn hai cái nha anh. Cái này hàng mới chưa xài nè. Cái nắp này là nắp nó bỏ kèm hay sao ta? Tại vì mình thấy cái phía dưới nè. Nó làm sao mà buông bét bẻ hết trơn. Đó. Chắc là tháo bỏ rồi nối trực tiếp quá. Giống như là tháo bỏ rồi nối trực tiếp qua nha. Ok, giờ mình về nhà mình lựa hai cái tủ cho anh khách nha. Lựa nhanh hai tủ cho anh khách. Tủ thì mấy cái này là mấy cái mới đem về không các bạn, mấy cái ngoài nằm phía ngoài mới đem về xong rất là liền lạc. Quá good luôn. Thắng ok nha. Hai cái này giao ráp trong chiều nay cho anh khách. Giao ráp rất là liền lạc. Này mình đem qua vệ sinh vệ sinh nha. Liền lạc. Rất là liền lạc. Cái này thì mặt này nó đẹp các bạn, nhưng mà chỗ này thì nó hơi cứng cứng nha. Hơi cứng cứng.
nói chung do cái này cái bánh xe nó trong chanh các bạn. Đó, để lại này. Mấy cái khay này là đã có khách lấy hết rồi nha. Tí mình bỏ vào trong đó cho khách. Cái này còn rất là mới nữa các bạn. Cái này mới liên lạc nè. Hai cái này cho khách. Mấy đứa đi vô hết. Đi vô. Ok, đẩy qua vệ sinh. Giao ráp trong ngay bây giờ luôn. Giờ đặt ráp luôn. Ok, giá hiện tại là 1.400.000 nha. Khách nào mua liên hệ shop nha. Lựa loại 1.